nơi con bịn dịn chia tay Quang Linh. Mới đây, Quang Linh Vlog đã trở về Việt Nam cho chuyến công tác dài ngày. Mặc dù không chia sẻ chi tiết về lịch trình trở về trên trang cá nhân, tuy nhiên thông qua những người bạn thân thiết trong team châu Phi, có thể thấy lần này Quang Linh đưa team rất hùng hậu của mình về Việt Nam. Đáng chú ý, lần này Quang Linh đi về nhưng không dẫn cậu bé Lôi Con theo như vài tháng trước đó. Khi biết Quang Linh sẽ về Việt Nam trong thời gian dài, Lôi Con đã không giấu được cảm xúc ngậm ngùi khi nhìn ô tô chở nam YouTuber đi. Bên dưới video, ai cũng nhận xét rằng lần này Lôi Con có thái độ khác hẳn những lần trước. Bởi cậu bé đã lớn rồi nên đã học được cách che giấu cảm xúc, không còn khóc lóc hay mè nheo để đi cùng các chú nữa. Khi thấy xe của team Quang Linh đi qua, cậu bé buồn thấy rõ và lấy tay che mắt. Ai cũng khen Lôi Con rất ngoan ngoãn và nghe lời Quang Linh. Theo như thông báo từ trước, trong tháng 10 này, Quang Linh Vlog sẽ có chuyến bay về Việt Nam để tham dự kỳ họp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho kiều bào người Việt ở Angola và toàn thể châu Phi. Vinh hạnh này Quang Linh không thể nào bỏ qua, anh ngay lập tức thu xếp công việc ở Angola, sau đó lên đường về nước. Đây là kế hoạch nằm ngoài dự tính của anh từ trước. Đến tối ngày 10 tháng 10, trên trang cá nhân của Nam Hoàng, anh rể của Quang Linh đã chính thức đăng tải hình ảnh hai anh em đang trên máy bay để về Việt Nam. Khoảnh khắc này khiến dân tình vô cùng hân hoan, háo hức chờ đợi những hoạt động của Quang Linh cùng team ở Việt Nam, hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị. Lần gần nhất về nước của Quang Linh là từ tháng 4 năm 2024, trong đợt này anh về có cả idol nhí Lôi Con. Sau hơn 3 tháng oanh tạc, tháng 8 năm 2024 Quang Linh và Lôi Con trở lại Angola. Trước đó, Quang Linh cũng chia sẻ sẽ trở về Việt Nam trong 3 đến 4 tháng để hoàn thành nhiều công việc. Nam YouTuber không chia sẻ kỹ về lịch trình mà chỉ nói rằng ra Tết mới quay trở lại Angola. Trong khi đó, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh từng tiết lộ anh chàng và Hằng Du Mục sẽ có màn kết hợp trong phiên Mega Live dịp Tết. Về Lôi Con, nhiều người cho rằng cậu bé không thể đi theo vì có thể ảnh hưởng đến việc học. Trước đó, vào tháng 4, Quang Linh đã đưa Lôi Con cùng bố của cậu bé sang Việt Nam chơi. Quang Linh đã đưa bố con Lôi Con đi trải nghiệm nhiều tỉnh thành, kết hợp công việc và trải nghiệm. Được biết, Lôi Con được Quang Linh nhận làm con nuôi và dạy cách cư xử, ăn uống lẫn dạy học tử tế. Đặc biệt hơn, Quang Linh cũng mua đất làm nhà cho gia đình Lôi và các thành viên trong team châu Phi. Anh chàng tiết lộ mua tặng Lôi Con mảnh đất hơn 500m² và lập một quỹ tiền riêng cho cậu bé, dự kiến con số khoảng 500 triệu.